khi mình nói mình không có đem lại cái điều tốt lành cho người ta, mình không có đem lại sự thật, mình không đem lại sự lợi ích cho người ta, thì những cái lời nói của mình nói ra đó là những lời nói xấu xí. Mà khi mình có những lời nói xấu xí, nó sẽ cho cái nghiệp mình có cái thân hình xấu xí. Và đương nhiên cái gì thì nó cũng có mặt này mặt kia. Cái mặt này mặt kia ở đây sư nói, tức là khi quý vị giữ gìn được cái khẩu nghiệp của mình ấy, thì mình có những cái lợi ích. Đương nhiên là ngược lại hồi nãy. Ví dụ như mình khen, nhưng mà đương nhiên khen đúng nha, chứ khen tầm bậy á, là nó cũng rơi vào cái chuyện nói dối nha. Mình khen, mình khuyến khích người ta làm thiện, thì sau này mình cũng thường xuyên được người ta khen, thường xuyên được người ta khuyến khích khi mà mình làm thiện. Khi mà mình thấy người ta làm ác mà mình có cái lời mình can can ngăn á, đương nhiên là can ngăn có trí tuệ nha, chứ không phải là mình cứ nhào ra mà mình can đâu. Can ngăn có trí tuệ đó, thì đời sau khi mà mình có cơ hội, mình lỡ mình dễ vui mình làm ác thì cũng có người can. Rồi đó là chưa kể cái chuyện là không có ai đâm thọc nè, rồi người ta lúc nào người ta cũng có cái lời là hàn gắn gia đình mình bị xào xáo, thế nào cũng có người là giúp đỡ để mà hàn gắn lại gia đình. Rồi mình sẽ có một cái nhan sắc sáng sủa, do khi mà mình nói ra đó, lời nói của mình là một lời nói đẹp, mình tạo cái nghiệp thiện mà, lời nói mình là lời nói đẹp, mình cũng sẽ làm con người đẹp, tức là mình có được một cái cơ thể cân đối đẹp.